Xin chào anh em, thì hôm nay em giới thiệu anh em đi một số loại lá gió của hàng tiệp Chính Khí đời cũ nha. Thì hàng này lá gió zin. Lá gió zin nó là phân biệt sao? Nhìn ở phía sau nó có đóng số nha, nó có số này, thấy không? Rồi, cái viền lá gió này nó trong, trong khe, nó chất liệu nhựa nó tốt hơn nội nha. Đây là hàng zin hàng nhập nha. Rồi, còn cái này là silicon. Silicon thì thông thường cái này đúng chuẩn nó 25 ly. Thì anh em cái lòng mình còn ngon á, mình xài 25 ly. Nghe, xài gió 25 ly. Còn hợp anh em nào mà xài bỏ vô hàng này nó bị lỏng nè. Trắng này bị lỏng là mình tăng cốt lớn lên. Lấy lá gió mình tăng lên 25 ly 2, 25 ly 3 nha. Hàng này silicon đỏ nha, silicon đỏ chịu nhiệt. Đây, điều silicon đỏ nha. Hoành rất là mềm nè, nó có độ bung nha. Hàng nhựa này là vô dầu nhớt thời gian nó hết độ bung rồi, là nó nhựa mà. Nó bị lọt hơi, bắn nó không căng. Nhưng mà này là một silicon. Silicon nó có độ bung nha. Bóp vô nó mềm, nó có độ bung nè, khít cái ống hơn. Hợp được nén nó bung được, để lâu được nó không có bị hư nha. Silicon đỏ, còn này silicon trắng. Đó, cũng vậy thôi, giống chất liệu giống nhau. Đó. Thì thằng này vô nó có độ bung, độ mềm, nó độ hít chứ cái ống hơn. Nhựa thời gian nó bị chai, nó bị bể, còn này nó bền, nó không bể. Này ưu điểm nó mình tăng cốt lớn hơn được. 5 ly 2, 5 ly 3, 5 ly 4, 5 ly rưỡi nha. Cái thằng này nó lỏng mình tăng cốt lớn này lên. Đó. Thì anh em cứ mua hàng thì alo cho mình, số điện thoại này mình tư vấn cho nha. Rồi.